Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Enyaq, dòng xe rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay với cái tông màu đỏ. Thì những video trước đây em giới thiệu bác qua những video trước thì cái mẫu Enyaq này được kết hợp với cái dòng xe road bike đua giữa đường dòng xe đua và dòng touring đường phố. Rất là lạ mắt và kiểu dáng là hơi vươn một cái trước luôn nhá. Rất nhiều bác hỏi em về cái mẫu Enyaq này thì lâu lắm rồi em về một chiếc với cái tông màu đỏ và hầu như đã rất là ít về những chiếc Enyaq. Đây là một trong những dòng xe rất là hiếm về bên em, mẫu giữa dòng kết hợp giữa dòng road bike và dòng xe touring rất là lạ mắt. Mời em xin vào nhà tôi phải chiếc xe. Vâng, trên cùng mình bắt đây là cái mẫu dòng gian, có thể gọi là dòng road bike, dòng xe đua kết hợp giữa phong cách đua và Enyaq là dòng tay ngang, dòng touring. Đây là dòng xe phù hợp với mọi cung đường của các bác đi. Và dòng mẫu Enyaq này khá là phổ biến trên thị trường châu Âu, được sử dụng rất là rộng rãi. Còn bên thị trường châu Á thì cũng rất là ít thôi nhá. Mà cái mẫu Enyaq lần này em về rất cái tông màu chủ đạo tông màu đỏ ạ. Điểm chỉ trắng trên thân xe. Và hầu như cái mẫu Enyaq này về chiếc nào thì hầu như là có khách đặt hết đó nhá. Bác lấy rất là nhanh. Sự kết hợp giữa dòng xe road bike, dòng đua, tay phòng và dòng tay ngang. Bác phải có tấm phụ bên trên. Đi dòng xe đường trường hoặc là tô đinh đường phố, bác phải đi trên mọi cung đường. Xe làm từ hợp kim nhôm Alu XX Superline, hợp kim nhôm siêu nhẹ Superline siêu nhẹ nhé. Vẫn là kim nhôm chính hãng của Gian. Thì những video trước đây em giới thiệu qua các bác về cái mẫu Enyaq này được sử dụng rất rộng rãi bên thị trường châu Âu. Và đây cũng là một trong những cái mẫu dòng Gian quốc tế. Rất ít khi em về mẫu Enyaq đó nhé. Bác nào thích xe đạp thể thao kiểu dáng lạ mắt giữa kết hợp dòng road bike đua và dòng touring thì đây là lựa chọn các bác rất là hoàn hảo. Cam đen made in Taiwan, chính hãng của Gian, dòng Gian Bicycle quốc tế, mã vạch kèm theo tem luôn. Động nguyên nước chính hãng của Gian với bản theo xe. Và xe chạy với bộ dây âm sườn. Điều đặc biệt của dòng Gian Enyaq này kết hợp giữa dòng xe đua road bike, được sử dụng với tay phanh phụ trên khung xe, trên càng xe đó đây. Nguyên bản theo xe đã có về là nguyên bản dòng Gian Enyaq là có sẵn rồi bác nhé. Mà kiểu dáng chiếc cũng rất là khỏe xe. Kiểu dáng bác nhìn này, hình một cái vòm. Đấy, hình chiếc vòm vươn về phía trước cho các bác. Sử dụng nó rất là dễ dàng. Các bác đạp xe chống mỏi lưng. Ghi đông tay lái chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với bên tay lắp chính hãng của Shimano 9 tầng lip. Bên đây phải em sử dụng với bên tay lắp bên tầng đĩa của Shimano 3 tầng đĩa. Đằng trước là càng chính hãng của Enyaq. Vâng, bản theo xe. Vành nhôm chính hãng của Gian. Vành nhôm của Gian. Lốp nguyên zin của Gian. Cũng còn rất là mới. Zin theo xe cũng nhá. Người chủ cũ thì rất là ít sử dụng chiếc xe. Và như các bác biết thì dòng Enyaq là được sử dụng với cấu hình là đằng trước là phanh đĩa, phanh sau là sử dụng cũng là phanh đĩa nhá.
những dòng xe đua road bike kết hợp với dòng tô đinh dụng với cấu hình hoành đĩa cho người sử dụng xe đi với một tốc độ rất là an toàn. Anni Road 2 là gian 2 là mã số 2 nhé, Anni Road 2. Yên chính hãng của gian, hộp yên chính hãng của gian nhưng mà theo xe yên gian. Đằng sau sử dụng với củ đề Shimano, trang bị với 9 tầng lip, lip đen Shimano. Đằng sau cũng sử dụng với vành chính hãng của gian. Nguyên bản theo xe, lốp chính hãng của gian, lốp zin nguyên bản theo xe luôn. Vâng, bây giờ xin được chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 48. Chiều ngang khung là size 51, tức là size S đó nhá. Thưa các bác là 1m6 đến 1m7 đổ lại đi vừa. Xe trang bị với 9 tầng lip, lip Shimano, lên lip đây. Xuống lip. Bên phải em là sử dụng với 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Rất chung chua mật mà. Và các bạn đã tổng thể xong chiếc xe road bike dòng tô đinh, kết hợp với dòng đua và tô đinh. Và xe rất tốt bên nhau là vòng đời em đã tổng thể chiếc xe road bike Andy Road 2. Và xe rất tốt bên nhau là 12,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có đọc thời gian giao lô 0975 709 943. Còn nếu YouTube thì kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại cho ngày mai.